Xin chào các bạn. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã bước sang bài số 10 trong chương trình chữ Hán của N5. Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là hôm nay chúng ta chính thức đã học xong được đến một nửa hành trình học chữ Hán của chương trình N5 rồi nhá. Và hôm nay bài số 10 mình sẽ cùng nhau học về 6 chữ Hán: ruộng, thành phố này, điện này, khí này, núi và sông. Rồi. Hay, thế thì với chữ Hán đầu tiên là chữ điền, thì là một chữ mà chúng ta gặp rất là nhiều trong quá trình mà mình dạy về chữ Hán từ bài 1 đến bài ngày hôm nay rồi, đúng không nào? Hay, thế thì với chữ Hán điền ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp nó trong cái cách đọc của những cái gọi là tên riêng đi. Ví dụ như từ Hondaiki là nhà ga Honda, chữ Honda mọi người. Tiếng Việt mình hay có từ xe Honda đúng không nào? Đấy, Honda. Rồi, tiếp theo trong bài số 25 thì chúng ta sẽ gặp lại từ này trong từ Inaka. Inaka là ở vùng quê, đúng là ở vùng quê. Hay, thế thì với hai chữ Hán này, với hai từ vựng này thì mình sẽ học với chữ điền đầu tiên đã nhá. Điền thì rất là đơn giản rồi, hình thửa ruộng đúng nào. Cái lúc mà chúng ta học về các bộ thủ chúng ta gặp từ này rồi. Bản thân cái chữ điền này đã là một bộ thủ rồi đúng nào, là một chữ Hán luôn, là thửa ruộng nhá. Đó, hình thửa ruộng đúng nào, ngăn chia ra, đấy, trồng lúa ở bên trên này. Đó là chữ điền của mình nhá. Mọi người thấy hôm nay bài sẽ rất là ngắn nhá, đúng không nào? Hay, vì sao? Vì toàn những cái từ dễ thôi đúng không nào? Hay, thế thì đầu tiên với cái âm đọc của nó, âm cân đã. Âm cân là âm thuần Nhật thì chúng ta cách đọc là một là ta, hai biến âm sẽ đọc là da. Ví dụ trong trường hợp này sẽ là biến âm sẽ là Honda, Hondaeki. Cái cụm này sẽ đọc là Hondaeki, là Eki là gì nhỉ? Eki là nhà ga và nhà ga tên là nhà ga Honda. Còn ngoài ra môn của nó thì sẽ không ghi đây mà chúng ta cách đọc đặc biệt của nó là Inaka. Inaka là ở gọi là ở vùng nông thôn, ở vùng quê đấy. Để mình xem là cái từ Inaka chúng ta học trong bài bao nhiêu nhỉ? Inaka học trong bài 25 đúng nào? 25. Hay, thế mọi người sẽ cùng nhau ôn lại cách đọc của nó nhé. Thứ nhất là Hondaeki, Hondaeki. Và lại lặp lại một lần nữa nào. Từ này từ Inaka, Inaka. Rồi, Inaka. Đấy, được chưa nào? Ok, đó là chữ điền đầu tiên, rất là đơn giản. Chúng ta sẽ bước sang chữ Hán tiếp theo, đó chữ đinh. Đinh này là gì nhỉ? Đinh này chúng ta gặp trong một từ vựng, đó là từ Machi là thành phố, đúng nào? Thành phố. Thế thì bây giờ, đó, về cách viết của nó như sau. Thành phố thì bao gồm có gì nhỉ? Có thửa ruộng, đúng nào? Và chúng ta nhìn thấy đằng sau này giống như là gì nhỉ? Giống như là những cái biển hiệu, đúng nhỉ? Biển hiệu cắm. Mình tưởng tượng như đây, trong một khu thành phố thì có rất là nhiều những cái khu khác nhau, cả thửa ruộng lẫn cả gì nhỉ? Cả những cái biển hiệu cắm như thế này nhá. Đó là chữ đinh của chúng ta. Ngoài ra chúng ta còn có một cái cách nhớ như sau. Cái từ này ấy, nếu mà bạn nào bên Nhật thì các bạn sẽ thấy từ này đứng một mình sẽ đọc là cho. Cho sẽ nghĩa là khu phố. Đó, thì nó ghép lại như này chúng ta sẽ có từ Machi là thành phố nhá, thành phố. Hay, rồi. Thế thì trong cái từ đinh này các bạn chỉ cần nhớ cho mình một âm đọc duy nhất thôi. Cả chương trình N4 lẫn N5 chúng ta sẽ chỉ gặp cái cách đọc của nó là từ Machi thôi. Đó là Machi là thành phố, đúng không nào? Hay, Machi này, nhắc đi nhắc lại như vậy, đúng không nào? Machi, ok. Ồ, rất là nhanh đúng không nhỉ? Vì những cái ví dụ nó rất là đơn giản, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ bước sang chữ Hán có âm Hán Việt là điện. Từ điện này chúng ta sẽ gặp trong những cái ví dụ của nó như sau. Ví dụ có từ Denki, điện đúng nào, hay là Denwa, Denwa là điện thoại. Rồi Densha, tàu điện, đều phải dùng điện hết đúng không? Hay là Denchi, Denchi sẽ là pin này. Chúng ta có từ gì nhỉ? Denshijisho là từ điển điện tử, hay là có cách gọi khác là kim từ điển đúng không? Hay là chúng ta có từ Denchi, không phải Denchi mà Denwa, Denwa shimasu là động từ của từ Denwa nghĩa là gọi điện thoại. Và sau này chúng ta sẽ còn gặp từ này là gì nhỉ? Kaichu dento là đèn pin, hay là từ này từ gì nhỉ? Denge là mà nguồn điện, đúng nào, nguồn điện. Ok, thế thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình những cái từ gạch chân nó như sau nhá. Hay, rồi, thế thì về cách đọc của nó. Từ này nghĩa là điện đúng nào, cách viết chứ, xin lỗi mọi người nhá. Hay, thế thì với chữ Hán này chúng ta sẽ có câu chuyện như nào? Bây giờ các bạn tưởng tượng ở ngoài đồng vào một ngày trời mưa thì có một cái gì nhỉ? Một tia chớp nó đánh xuống tạo thành cái dòng điện ở dưới đồng. Rồi, nghe nó hơi trúc chắc một chút đúng là, nhưng mà hy vọng là các bạn sẽ hình dung ra được cái chữ Hán này với cái hình ảnh như vậy nhá. Hay, đó là chữ điện của chúng ta nhá. Ok, với chữ điện này thì chủ yếu nó sẽ có cách đọc là den. Den, các bạn thấy giống chữ điện không? Giống âm gần giống nhau đúng không nào? Rồi một loạt những cái từ đọc như sau nhá. Denki, Denki, điện này. Denwa, điện thoại này. Densha, tàu điện này. Rồi Denchi, Denchi là gì nhỉ? Là pin đúng nào. Denshijisho, Denshijisho là kim từ điện này. Denwa shimasu lại là gọi điện thoại này. Còn hai từ này sau này mình mới học. Vẫn đọc là den hết nhưng mà sau này mới học, bởi vì từ này hơi khó nên mình sẽ không giới thiệu để các bạn đỡ bị gọi là hoang mang nhá. Hay, rồi các bạn sẽ cùng nhau ôn lại cho mình nhá. Điện sẽ là gì nhỉ? Den, Denki. Rồi điện thoại là, điện thoại là gì nhỉ? Denwa, Denwa. Tàu điện là gì nhỉ? Là Densha, Densha. Rồi hay, pin là gì nhỉ? Denchi. Rồi Denchi. Và kim từ điển là gì nhỉ? Là Denshijisho, Denshijisho. Ok chưa? Jisho là từ điển, còn Denshi ghép với nó sẽ thành kim từ điển, đúng không? Điện tử đấy. Ok, đó là về chữ điện của chúng ta được nửa bài ngày hôm nay rồi. Hay, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau học về chữ. Wow, lại là rất nhiều những cái từ vựng sau này sẽ học đúng nào. Tuy nhiên trong ngày hôm nay chúng ta chỉ cần học cho mình 1 từ, 2 từ, 3 từ. Và đó là chữ gì nhỉ? Chữ khí của mình nhá. Khí này thì trong khí gì nhỉ? Genki hay là Tenki là gọi là khí làm thời tiết, khí hậu đúng nào. Hay là khỏe, Genki sẽ là khỏe. Khí là khí chất cũng có từ này đúng nào. Với chữ khí này thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tập viết thôi nhá. Hãy 1 nét này, 2 nét, 3 nét, 4 nét này, 5 nét và 6 nét. Ok, thú thực với mọi người, chữ khí này mình khi mà mình chuẩn bị bài mình nghĩ mãi không ra cách nhớ nào cả mọi người ạ. Nên là nếu mà bạn nào mà có cách nhớ nào hay, các bạn nhớ chia sẻ xuống phần comment cho mình nhá. Bây giờ mình sẽ gọi là tự biên tự diễn cái chữ này nhá. Bên trên này bộ nhân nằm ngang đúng không? Người. Người thì thế nào bây giờ nhỉ? Đây giống chữ ra đúng không? Đây, người này, xong bên dưới giống chữ ra rồi nhé. Rồi bây giờ hai tay chắp, chắp vào đây, xong rồi như kiểu một người khỏe thì cầm kiếm, xong rồi chém đúng không nào? Nghe nó hơi kỳ quặc đúng không? Nên là mình rất là mong bạn nào mà có câu chuyện hay về chữ khí này thì nhớ chia sẻ với mình với nhá. Ok, đó là về chữ khí của chúng ta. Các bạn hãy tập viết thật nhiều để nhớ chữ Hán này được chưa nào? Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Hay, về cách nhớ chữ Hán như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn về cách đọc của nó. Thì với chữ khí này thì âm Hán Việt, âm đọc của nó chúng ta sẽ có một âm thôi, đó là âm ki, đúng nào? Ki. Sau này sẽ còn có từ kimochi, mình nghe rất là nhiều rồi. Kimochi là cảm xúc, tâm trạng đúng nào? Và ngoài ra có nghĩa bậy bạ gì mà thầy Dũng hay dạy mọi người, không biết mọi người đã xem clip của thầy Dũng nghĩ chưa nhỉ? Hay, giờ về chúng ta sẽ cách đọc đầu tiên nhá. Denki. Denki là gì nhỉ? Denki là vừa mới gặp chữ điện và chữ khí đúng nào. Bây giờ Genki, Genki là gì đây? Genki là khỏe đúng nào. Genki đấy là gì nhỉ? Giữ gìn sức khỏe nhé. Hay là chúng ta có từ Tenki. Tenki là gì đấy? Là thời tiết đúng nào. Kyo wa ii tenki desu ne. Chúng ta nghe nhiều từ đấy đúng không? Hay là sau này nhá, bắt đầu những sau này chúng ta sẽ học những từ này. Bioki, bioki là bị ốm đúng nào, bị bệnh. Kiyotsukemasu là chú ý này, cẩn thận này. Kibun là gì nhỉ? Là tâm trạng. Đúng nào? Hay là gọi là cái tâm trạng, tâm trạng trong người mình đúng nào? Hay ninki là gì nhỉ? Ninki chữ nhân và chữ khí là gì đấy? Sự yêu thích nhá. Hay kimochi là cảm xúc đúng nào? Kiyatsuyoi là gì nhỉ? Nói về một người, ví dụ như là nói về người con gái mạnh mẽ, cá tính chẳng hạn nhá, nghĩa là Kiyatsuyoi này. Hay là Tenkiyoho sẽ là gì nhỉ? Dự báo thời tiết. Hay là Kuki là không khí. Đó, Kuki là không khí, về Tenkiyoho. Mọi người học trước luôn được đúng nào? Còn không thì nếu mà sợ quá chúng ta chỉ cần học những cái từ vựng mà chúng ta đã học rồi thôi. Ví dụ như sau, 1 là hay Denkiso, Denki. Tiếp theo này, Genki. Rồi, Genki là khỏe. Và thời tiết sẽ là Tenki so, Tenki desu ne. Đó là về chữ khí của mình nhá. Ok, và cuối cùng chúng ta sẽ cùng học 2 chữ Hán vô cùng đơn giản. Đó là chữ sơn. Chữ sơn là gì nhỉ? Sơn là yama. Và một chữ cuối cùng là chữ sông, đúng không nào? Hay, sơn, ngọn núi. Thì hình ngọn núi luôn, đúng không nào? Mọi người thấy giống ngọn núi không? Đó. Đấy. Đây là một ngọn núi này, hai ngọn núi, ba ngọn núi này. Đó. Mình vẽ này không đẹp lắm đúng không? Các bạn nhìn thấy giống ngọn núi không? Ở giữa thì ngọn núi cao, hai bên ngọn núi thấp đúng không nào? Chúng ta sẽ có từ núi là gì nhỉ mọi người nhỉ? Núi là Yama. Và chúng ta còn gặp từ này nữa. Cách đọc của nó không phải là Yama mà chúng ta gặp từ này trong từ Fuji-san sẽ đọc là Sanですね. Hay, và sau này mình sẽ gặp từ Yamanobori là leo núi nữa cơ. Thế thì đó là về cách nhớ chữ Hán này thì mình vừa mới nói rồi, đó là vẽ giống hình chữ ngọn núi, ba ngọn núi luôn đúng không nào? Chúng ta cùng nhau viết nhá. Nét, một nét này, hai nét này và ba nét nhá. Ta viết nào mọi người ơi. 1 1 2 3. Được chưa nào? Rồi, đó là về chữ sơn của mình nhá. Cách đọc chủ yếu của nó mình vừa mới nói đó là cách đọc là Yama, Yama trong núi này. Và sau này chúng ta học từ Yamanobori là leo núi, Yamanobo, thỏ chữ ri ra bên ngoài đúng nào? Và ngoài ra có một cách đọc duy nhất với cái từ này, đó là Fuji-san, Fuji-san. Cái này đặc biệt thì nên chúng ta buộc phải nhớ thôi nhá. Hay, nào mọi người cùng nhau ôn lại nào. Núi là so, núi là Yama. Và ngọn núi Phú Sĩ là gì nhỉ? Fuji-san. Trời ơi, chúng ta cứ ôn đi ôn lại quá trời luôn đúng không nào? Nay không nhớ nữa thì thôi đấy. Hay, tiếp theo chúng ta đi sang chữ Hán cuối cùng của bài ngày hôm nay. Bài ngày hôm nay thật là dễ phải không nào? Đó là chữ Hán có âm Hán Việt là xuyên. Xuyên là gì nhỉ? Xuyên là dòng sông nhá. Và dòng sông trong tiếng Nhật chúng ta đã học từ vựng gì rồi mọi người nhỉ? Đó là từ vựng gì đây? Kawa đúng không nào? Kawa. Về cách nhớ của nó thì nó là dòng sông nên chúng ta nhìn thấy hình miêu tả đúng dòng sông và nước chảy trôi chảy trôi chảy trôi. Đấy, nước chảy chảy. Nước chảy, nước chảy, nước chảy. Đó là hình dòng sông. Ba gạch nhá. 1 2 3. Rồi, càng về sau hình như mình học toàn chữ Hán càng dễ hơn đúng không nhỉ? Hay, rồi, thế thì với cái chữ Hán này chúng ta chỉ có một cách đọc duy nhất trong chương trình N4, N5 đó là Kawa thôi. Các bạn nhớ cho mình, âm đọc là Kawa như này nhá. Và chúng ta cùng ôn lại nào. Kawa, so, Kawa. Rồi ôi, bài hôm nay dễ quá phải không nào? Hay, như vậy là hôm nay chúng ta đã học cùng nhau về 6 chữ Hán rồi, mọi người cùng nhau ôn lại nhá. Một là chữ điền này, hai là chữ thành phố chữ Machi này, hay là chữ Den trong Denki, Denwa, xong là chữ khí này, rồi chữ núi và chữ sông. Và giống như mọi lần thì chúng ta sẽ cùng nhau làm những bài tập ở phần cuối này để cùng nhau gì nhỉ? Cùng nhau ôn lại kiến thức nhá. Mọi người dừng màn hình lại và làm bài tập đi, sau đó hãy quay trở lại với mình nhá. Hay, và chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài nhá. Câu số 1 là gì nhỉ? Watashi wa Power Denki desu ne. Power Denki no shain desu. Tôi là nhân viên của công ty điện Power đúng không nào? Câu số 2 này, atarashi Denwa o kaimashita là gì nhỉ? Tôi đã mua cái điện thoại mới đúng không nào? Câu số 3 này, Densha de. Mọi người làm đúng hết không? Densha de gakkoe ikimasu ne. Tôi đi bằng tàu đến trường học. Câu số 4 này, sumimasen, Denchi này. Xin lỗi, anh cho tôi mượn cái cục pin được không ạ? Chữ Denchi là cục pin đúng nào? Câu số 5 này, kono Denshijisho này. Denshijisho wa ikura desu ka? À, cái kim từ điển này bao nhiêu tiền vậy? Câu số 6 này, mainichi haha ni denwa shimasu này. Hàng ngày thì tôi đều gọi điện cho mẹ đúng nào? Tiếp theo nhá, câu số 6, câu số 7 này. Konnichiwa, o genki desu ka? So, konnichiwa, o genki desu ka? Xin chào, anh có khỏe không? Câu số 8 này. Ii tenki desu ne. Ii tenki desu ne. Thời tiết đẹp nhỉ, trời đẹp nhỉ. Câu số 9 này. Ashita kawa desu ne. Kawa e oyogi ni ikimashou là gì nhỉ? Ngày mai thì chúng mình hãy đi gì nhỉ? Đi ra sông để bơi đi đúng nào? Câu số 10 này, Fuji-san desu ne. Fuji-san wa Nihon de ichiban takai yama desu. Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản. Câu số 11 này, Hà Nội wa kirei na machi desu. Hà Nội là một thành phố rất là đẹp đúng nào? Câu số 12, Kino, tên người sẽ đọc là Tanaka. Tanaka-san to Yamada. Yamada-san ni aimashita. Ngày hôm qua thì tôi đã gặp gì nhỉ? Tanaka và Yamada, hai người đúng nào? Hay, như vậy là chúng ta đã đi được một nửa chặng đường chữ Hán của chương trình học chữ Hán N5 rồi. Và trước mắt chúng ta sẽ còn bài số 11 đến bài 20 đúng nào. Tuy nhiên bài số 11 sẽ là một bài luyện tập bỏ cách ra không có chữ Hán nào cả, mà chúng ta sẽ chỉ cần làm các bài tập ở trên website cho mình thôi nhá. Là một bài kiểm tra giữa kỳ đúng nào. Các bạn hãy cố gắng làm đúng hết cho mình nhá. Hay, và hẹn gặp lại các bạn trong bài học số 12 nhá. Minasan, otsukaresama desu. Bye bye.